Tiếp theo chương trình mời quý vị các đồng chí theo dõi tình hình trật tự an toàn giao thông trong tuần qua. Trong tuần qua trên địa bàn tỉnh Long An không xảy ra tai nạn giao thông. Để hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức tuần tra kiểm soát, phát hiện xử lý 539 trường hợp vi phạm, tạm giữ 154 phương tiện vi phạm.